Trong những ngày nắng nóng này thì quả thanh mai đang được nhiều người mua về và chế biến thành siro uống để giải nhiệt. Tuy nhiên, do là một loại quả dại được bày bán ở khắp nơi với nhiều loại giá bán khác nhau nên đã khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của nó. Vậy thực sự thì loại quả đang được nhiều người dùng phổ biến này là ở đâu? Lào Cai hay Quảng Ninh hay là vào Việt Nam từ quốc gia nào? Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn việc này. Có thể dễ dàng bắt gặp những xe hàng rong như thế này, bán quả thanh mai dọc nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Người bán cho rằng loại quả này được thu mua từ các tỉnh trong nước. Quả này thì mình nhập từ đâu hả anh? Lấy từ chợ Long Biên thôi. Quả này thì gọi là quả gì ạ? Thanh mai. Ở chợ Long Biên thì khi mà nhập thì họ có nói là quả này họ lấy từ đâu không anh? Thì người ta đánh từ Lào Cai về. Tức là chỉ có mỗi Lào Cai có, còn tỉnh nào có đâu anh nhỉ? Tỉnh thì người ta thấy, người ta bảo là cả Quảng Ninh có nhưng mà anh không biết rõ mấy. Quả này là quả thanh mai và tôi nhập ở Long Biên. Khi nhập ở Long Biên thì các chủ buôn ấy họ nói là quả này được nhập từ đâu ấy? Quả này là nhập từ ở Quảng Ninh ạ. Ngoài Quảng Ninh còn tỉnh nào có đâu ạ? Ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Tuy nhiên, do thanh mai vốn là loại cây dại và quả được người dân thu hoạch nhỏ lẻ, vì thế, việc được bán trên thị trường đã khiến cho nhiều người lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của nó. Và thực tế là... không có đâu. Là cái quả nó không có ở Lào Cai đâu. Quả Trung Quốc nhập à? Không có Quảng Bình không có quả thanh mai đâu nhá. Còn trao đổi với VTC14, ông Lê Sơn Hà, trưởng phòng kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, cơ quan này chưa từng cấp phép cho phép nhập khẩu bất cứ lô thanh mai nào vào Việt Nam. Quả này là Cục Bảo vệ Thực vật chưa cấp giấy phép nhập khẩu cho cái loại quả này từ Trung Quốc. Có nghĩa là nếu có từ Trung Quốc mà vào Việt Nam ấy thì cũng là dạng mà gọi là trao đổi của cư dân biên giới. Với vị ngọt dịu, lạ miệng, quả thanh mai thích hợp để sử dụng trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, bất cứ sản phẩm nào cũng thế, khi chưa thực sự rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ thì người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng khi sử dụng.